Ơn ẩn tu. Cho nên vì vậy mà Ngài có thố lộ cái tiểu sử của Ngài là: điên này xưa cũng như ai, vào các ga đài tục bực giàu sang, nghĩ suy danh lợi chẳng màng, bèn lên ấn vật lâm sáng tu trì, nhờ trời may mắn một khi thẫn thờ lại gặp bút đức thầy Bưu Sơn. Cúi đầu điên tỏ nguồn ơ cơn, đồng lòng bác ấy ra ơn dạy truyền. Thấy điên tâm tâm quá thiền, nội trong sao khác biết liền sẽ hiên cơ. Chuyện này thôi nói sơ sơ, để dòng thì giờ nói chuyện chân tu. Đời quân hạ nhiều người hung dữ, nên xảy ra lắm sự tai ương. Vậy thì bây giờ cái khổ này nó đến, cho nên Đức Thầy nó việc tu thân thiện tính hận hờ, chừng quả đến đây không có trách. Như vậy thì bây giờ cái bệnh này đó là Đức Thầy Ngài cho biết là cái gì? Khổ ách này đắng thức tính trần, rằng thiên lĩnh tuồn đời sắp hà. Như vậy thì cái khổ này, quý vị mình kỳ quái chờ nơi thi trưởng thì cái đám phụng hoàng đó không dám đi gần bố đâu. Như vậy thì bây giờ ở đây đó, cái bệnh này đó là cái bệnh, là cái ông thần mà làm ra bệnh này đó là Đức Thầy nói là cõi âm thần bệnh xá dị đô, chờ mãn phước ra tay bẻ họng. Như vậy thì ở đây là Đức Thầy chư Phật cho biết cái bệnh dịch này là ông thần đi sát phạt. Cho nên vậy mà no chiều rồi lại đói mời, dương trần xâm vướng bệnh trời từ đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị nơi đây và tất cả bà con trên màn ảnh nhỏ trong cũng như ngoài nước, kính thưa quý vị. Đối với cuộc sống nhân sanh từ vô thủy đến nay, vì chúng ta không có duyên lành được mang thân người và được gặp được Phật pháp, mà kinh có câu: nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, thân người khó được. Mà nay được thân người, Phật pháp khó nghe mà nay được nghe. Cho nên từ vô thủy đến nay, mình vì không có duyên lành để gặp được Phật pháp, cho nên mãi trôi lăn theo bánh xe sanh tử luân hồi. Cho nên mai duyên kỳ này chúng ta được có mặt trong đời mặt hạ bạc phước vô phần, nhưng có duyên lại gặp Đức Thầy lâm phàm vào thời kỳ mở đạo cứu độ chúng sinh. Nên Đức Thầy Ngài cho biết là: duyên lành có được khùng điên, chẳng qua kiếm trước thiện duyên hữu phần. Vậy thì kính thưa quý vị, vậy thì hôm nay mình có duyên lành được thân người trong kiếp mạt, mà lại gặp được Đức Thầy là một vị Phật, là thay lãnh lĩnh chư Phật mười phương và các đấng siêu hình cao cả ở Niết Bàn như Phật Di Đà, Thích Ca lâm phàm để cứu độ chúng sinh, mà chúng ta được sanh vào cái thời kỳ ngay cái lúc Đức Thầy ra đời mở đạo. Cho nên hôm nay toàn cả nhân loại trong nước hoặc trên thế giới, chúng ta nếu ai có duyên lành coi được giáo lý Đức Thầy và thực hành trong thời gian ngắn, mình sẽ thấy được cái kết quả đem lại hạnh phúc cho mình và cho mọi người xung quanh. Nên Đức Thầy Ngài thề nguyện với chúng sinh là một vị Phật đi đến đâu là đem lại nguồn hạnh phúc cho nhân loại xã hội quần sanh đến đó. Mà Đức Thầy có thổ lộ là: biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Thương râm họ ruột tơ thêm dò khúc, để tri sĩ dục thúc cả muôn dân. Vì vậy Đức Thầy Ngài thệ nguyện rằng Ngài đi đến đâu đem lại hạnh phúc cho nhân loại quần sinh. Cho nên hôm nay vì vấn đề Đức Thầy, sở dĩ Ngài trở lại để độ mình trong cái thời buổi này là nguyên nhân
Trước đây ngài là một cũng một vị phàm phu như bao nhiêu người khác, nhưng chẳng qua muốn làm tròn bổn phận của người công dân đối với nước non, với tổ quốc. Cho nên vì vậy mà ngài là ông cử đa tu ở núi Tà Lân trở lại để độ mình. Cho nên ngài có viết lại cái quyển thứ ba là ngồi trên đành núi Liên Đài tu hành tầm đạo một mai cứu đời. Non tiên một còi xa chơi, non cao đánh thượng đánh lời vô cùng. Hiu hiu gió thổi lạnh lùng. Kính thưa quý vị, vậy thì hôm nay mấy em là nó muốn tôi luôn luôn lúc nào cũng có mặt trên màn ảnh để tạo điều kiện cho bà con xa gần trong cũng như ngoài nước nương theo những cái lời của tôi trình bày của Phật hoặc của Đức Thầy, để quý vị lấy đó làm la bàn phương hướng để tu tập cho mình giải thoát trong kiếp này và tránh đi qua cơn khổ nạn của buổi hạ quan. Vì vậy mà tôi cũng không phải là một giảng viên chuyên nghiệp lâu năm, học hỏi kinh sách thật nhiều để làm cái vốn tiếng đầu tư cho mình trong cái vấn đề rộng đường độ chúng. Thì ngoài cái việc làm giảng viên ra, tôi còn phải là tất bật lo vụ là trị bệnh cho bà con, rồi bào chế ra tất cả những loại thuốc đi trị bệnh đồng bào. Vì vậy mà vì cái lòng thương thầy mến đạo, tôi muốn làm sao tất cả mọi người lúc này giác ngộ nhanh để kịp kỳ Long Hoa hội cũng như tránh đi cơn hoại diệt sắp tới trong thời buổi này. Vì vậy mà tôi cũng lấy hết sức mình, dầu thân gầy ốm có bệnh hoạn đi nữa cũng không có kể gì thân xác, mà Đức Thầy ngài nói chính Đức Thầy cũng vậy. Thầy xanh men mét cũng thấy thịt xác, đi đánh đâu giúp người khao khát. Ngặt viện sâu có múc màu đầy, trong suốt ngày làm việc lấy quay, dùng giấy mực chứng bài đạo đức. Vậy thì hôm nay mấy em nó đến với tôi hoài không biết đường đâu nói nữa. Vì vậy mà nếu trường hợp nói thiên cơ thì quá nhiều, thì cái này cũng như thúc giục quý vị tu, mà nếu không trình bày đường tu thì quý vị không có lối thoát. Cũng như trường hợp là dí cái con chuột đi vào trong đường cùng, mà nếu muốn mở đường cho nó chạy ra mình phải có một con đường. Như vậy thiên cơ là một cái cơ hội, một cái điều kiện, một cái tai nạn khủng khiếp đến với con người, mà chúng ta phải có một con đường sống, tức là Đức Phật hoặc Đức Thầy hoặc giảng viên chỉ bày một con đường sống để làm sao con người thoát khỏi cái cảnh đó. Vậy thì hôm nay tôi hoặc là bao nhiêu giảng viên khác cũng phải căn cứ vào kinh điển của nhà Phật hoặc giáo lý Đức Thầy. Cho nên có câu là y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, có nghĩa là y kinh mà nói pháp, y như trong cuốn kinh là Đức Phật cho biết là y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang. Có nghĩa là mình coi kinh của Đức Phật, của giáo lý Đức Thầy, mà mình không tùy trình độ của chúng sinh mà mình nói, thì cái đó nó quan cho Phật ba đời. Cũng giống như người cư sĩ mà mình đem đi cái thuyết thiền định hoặc là giải thoát thâm thâm là duy diệu, thì cái vô tình là người đó không nghe mà còn phỉ báng Phật pháp. Hoặc là cái người thấp, cái người cao mà đem pháp thấp, thì cái đó cũng giống như là chọc giận người đó thôi. Cho nên trong kinh Phật có câu là y kinh, kinh diễn nghĩa tâm thế Phật quang, có nghĩa là mình y trong kinh mà giác ngộ đời mà họ phản đối, họ không theo, đó là nói quang cho Phật ba đời. Là y kinh diễn nghĩa tâm thế Phật quang, ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết. Như vậy thì mình lìa kinh điển của Phật mà mình thiết, đó là ma thiết, không phải là Phật. Cho nên vì vậy tôi hay bao nhiêu giảng viên khác cũng vậy, có nghĩa nghĩa là căn cứ vào Đức Phật hoặc Đức Thầy mà mình nói ra, đó mới là chánh pháp. Như vậy thì hôm nay tôi sẽ căn cứ vào 4 câu giảng của Đức Thầy làm cái đề để gặp gỡ cho bà con mình trong cái hội trường ở trên cái màn ảnh nhỏ, bà con mình trong cái clip này hôm nay. Kính thưa quý vị, vậy thì qua cái bài là Bủ Châu Công Luyện Chốn Non Thần, là môn thỉ, là Bủ Châu Công Luyện Chốn Non Thần, là Sơn Bủ Châu Công Luyện Chốn Non Thần, Sơn Thỉ Môn Giang Bảo Giác Dân, kỳ quái chờ nơi thiên nhất định, hương nồng dành thưởng kẻ vào tròn ân. Như vậy thì căn cứ vào 4 câu này tôi sẽ trình bày trong cái đề hôm nay.
Bủ châu công liện chốn non thần. Như vậy thì bủ là báo. Như vậy thì hôm nay tất cả chúng sanh đều có cái món báo mà sở dĩ mình quên tầm. Vậy thì ở đây chữ bủ là báo, là Đức Phật vô lượng là kiếp từ xưa đến nay, ai muốn thành Phật đều trở về với cái báo của mình. Tức là trong thân mình có một cái Phật tánh bên đó, cái đó mới thật của mình và nó sẽ vĩnh viễn trường tồn. Cho nên Đức Thầy cho biết là khó tìm cho gặp chủ nhân ông, còn ân ánh nơi dòng sanh chung. Ai mê tâm nghe qua không phụng gắn, suy tầm nặng mở tánh linh. Lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh, thì cũng thấy bổn lai diện mục. Như vậy thì ở đây Đức Thầy Ngài cho biết là bủ là cái của báo, công liện chốn non thần. Như vậy thì bây giờ cái người muốn tìm cái của báo của mình là phải ở nơi cùng cốc thâm sơn. Mà Đức Thầy cho biết là ngàn na năm Phật Thích thở xưa kia, non tiếc gàn ga bát chánh kìa. Như vậy chính Đức Thích Ca Mâu Ni, ngày xưa Ngài là Thái tử Xà Đạt Ta, muốn tìm được cái của báo của mình, Ngài cũng phải vào trong là sông Ni Liên Thiền, và Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề là 6 năm khổ hạnh theo giáo lý Đức Thầy, và 12 năm khổ hạnh theo là đường lối của Nguyên Thủy Phật Giáo. Vậy thì hôm nay Đức Thầy Ngài cho biết là mình muốn tìm cái của báo là phải khổ công ở nơi núi non hoặc là rừng sâu núi thẳm để tham thiền nhập định. Cho nên vì thế mà Đức Thầy Ngài cũng thổ lộ là nhàn thanh tìm kiếm, kiếm nơi tâm Phật cũ ngày xưa hãy gắn tầm. Nhìn lá sum xê màu đượm vẻ, non thần biến đổi hết gần lắm. Hoặc là ông Thanh Sĩ cho biết trong giả thần có cái chân thần, sớm phía nên lóng lặng tinh thần, mây không ngắn trời trăng hiện rõ. Tâm ô nhiễm diệt đời dứt bỏ, ánh quyền quang chiếu tỏ liền khi. Nỡ thế còn bận một điều gì, là còn nghiệp mê si báo phù. Vậy thì ở đây chữ báo là đại diện là cho là tâm linh, là Phật tánh, là bổn lai diện mục. Cho nên vì vậy mà hôm nay Đức Thầy Ngài cho biết là bủ cái này mà muốn được cái này thì phải là mình phải khổ công tu luyện ở rừng sâu núi thẳm như Đức Thích Ca Mâu Ni. Lúc Ngài còn Thái tử phải vào trong rừng là coi như ngồi dưới cội Bồ Đề. Thì hôm nay cái câu này là ám chỉ cho Đức Thầy là Ngài trước đây là ông Nguyễn Văn Đa đậu cử hồi trào Pháp ở miền Quy Nhơn Bình Định. Ngài thấy nước non đang bị sự đô hộ của người Pháp thống trị, làm cho dân tộc phải sống dưới gót dài đau khổ của ngoại xâm, mà Ngài phải đem thân ra gánh vác làm tròn bổn phận công dân và người tu đối với xã hội quần sinh. Cho nên Ngài mới thổ lộ là trong cái đoạn tặng thi sĩ Việt Châu là tăng sĩ quyết chùa Am Bế, cửa tuốt gươm vàng lên ngựa sông pha. Cho nên Ngài là mang một cái thân người Việt mà mang trọng trách nợ níu non sông tổ quốc, cho nên không có thể đứng yên nhìn thấy quê hương đang bị gót xài xâm lược của ngoại xâm. Cho nên Ngài phải đem thân gánh vác để nâng đỡ xứ sở quê hương lúc nghiêng nghèo trở nên cường thạnh, gắn cứu cấp khi bị nước Ngài thống trị bờ cõi dựng lặng, thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu ta mới ấm. Tỳ tài tỳ sắc nỗ lực hy sinh xứ sở, thản nhiên không đủ tài lực để đảm đương việc lớn, không chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương, gắn tránh đừng làm điều gì sơ sất làm cho nước nhà phải đau khổ. Cho nên ông Cử Đa biết được trách nhiệm của mình trong thời kỳ Pháp thuộc Tăng Đô Hộ. Cho nên Ngài có nhiều công trận đánh Pháp từ ở ngoài Quy Nhơn dài vô tới núi Tà Lơn. Ngài xét thấy sức yếu thế cô không thể chống trả được cái sức hùng mạnh đại bác là xe nồi đồng, là thiết giáp như tàu chiến của là Pháp thuộc. Cho nên Ngài cuối cùng rồi phải lên núi Tà Lơn ẩn tu. Cho nên vì vậy mà Ngài có thổ lộ cái tiểu sử của Ngài là điên này xưa cũng như ai, vào các ga đài tục bực giàu sang, nghĩ suy danh lợi chẳng màng, bèn lên ấn vật lâm sang tu trì.
Nhờ trời may mắn một khi thẫn thờ lại gặp bút đức thầy Bửu Sơn. Cúi đầu điên tỏ nguồn cơn, đồng lòng bác ấy ra ơn dạy truyền. Thấy điên tâm banh quá thiền, nội trong sao khắc biết liền sửa thiên cơ. Chuyện này thôi nói sơ sơ, để dòng thì giờ nói chuyện chân tu. Kính thưa quý vị, như vậy Đức Thầy chúng ta là ông Cử Đa lên núi Tà Lân tu đắc đạo và Ngài trở lại để lâm phàm cứu độ mình, cho nên Ngài viết nên quyển 3. Vì vậy thì ở đây là sau khi Đức gặp Đức Phật Thầy khai ngộ cho Ngài trong mấy khắc đã tỏ được mái thiên cơ quyền bí, những kiếp, những chuyện sau này và sắp tới, tương lai. Cho nên vì thế mà Ngài không nỡ là theo Phật trở về nơi Niết Bàn để an nghỉ, hoặc là trở về Non Tiên để nghỉ ngơi. Mà Đức Thầy có nói lại cái vấn đề Đức Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, sau khi Ngài đắc đạo không nỡ nhập Niết Bàn, mà Đức Thích Ca xưa ở lầu đài nghiệm tứ khổ nên Ngài tầm đạo, hoặc là ấy mới là đắc đạo hoàn toàn, Ngài bèn xét ở trong Phật chúng, các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy ta, nên quay lộn ta bà cõi khổ. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Cảnh thanh minh khen bao nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đau. Như vậy thì Đức Thầy xét lại, Đức Thích Ca Mâu Ni sau khi Ngài thành đạo, đáng lý ra Ngài tịch diệt trở về Niết Bàn để an nghỉ, nhưng mà Ngài còn phải dân du độ thế 49 năm ở Ấn Độ vào thời kỳ trước đây. Như vậy thì hôm nay vì vấn đề ông Cử Đa cũng vậy, là một người Việt bình thường, sau khi học tới Cử Đa biết được trách nhiệm của mình đối với nước non, đối với đạo pháp, cho nên sau khi Ngài lên núi tịnh tâm, ta gặp được Phật Thầy Tai An khai ngộ cho Ngài chứng quả. Vì vậy mà thấy nước non Việt Nam sau này đau khổ thời gian rất dài mà không thể ngồi yên, cho nên trở lại lâm phàm để cứu độ mình và tất cả chúng sinh. Cho nên vì thế mà Đức Thầy cũng thổ lộ cho mình biết là sao chẳng ngồi an nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần để chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ai chưa chan thương bích tánh tới hồi tai quả, Phật Dương Đà chỉ gõ mái diệu quyền, chuyển lập hội long qua chọn những đấng tu hành. Chuyển kịp lập hội long qua chọn những đấng tu hành cao công quả, để ban cho xứng vị xưng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngô phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chia ban. Cho nên hôm nay Đức Thầy mình trở lại lâm phàm để cứu mình trong cái thời mạt hạ. Như vậy thì kính thưa quý vị, vậy thì qua cái câu là Bủ Châu công luyện chốn non thần, môn thể, sơn thủy môn giang bảo giác dân. Sơn tức là núi, thủy là nước, là ở đây muốn nói là vì cái bổn phận đối với nước non mà Ngài phải ra đời tại cái Hòa Hảo. Sơn thủy môn giang, môn là cửa, giang là sông, bảo giác dân có nghĩa là Đức Thầy mượn cái xác là Huỳnh Phú Sổ, con của ông Huỳnh Công Bộ và bà Lê Thị Nhậm, tại cái làng Hòa Hảo, ở trước mặt là con sông Tiền. Cho nên vì vậy mà sơn thủy môn giang bảo giác dân có nghĩa là vì non nước, vì nợ dưới núi sông mà Ngài phải ra đời mượn xác là Đức Thầy mình là Huỳnh Phú Sổ, ở tại cái nhà tổ đình của Đức Thầy là trước cửa sông Tiền Giang. Vì vậy thì kính thưa quý vị, vậy thì hôm nay Đức Thầy trách nhiệm với non sông Tổ quốc là như thế nào quý vị? Là tại vì thấy nước non Việt Nam là con rồng cháu tiên, nếu trường hợp không có Phật Thánh ra đời để chỉ dẫn đường tu thì lịch sử Việt Nam sẽ khổ mãi mãi cho đến muôn đời vạn kiếp. Mà ở đây Đức Thầy Ngài cho biết là Nam Việt cuối loàn dài dẫm giặc, cháy chẳng qua tại lẽ trời, nếu chẳng vậy sau này khó thảnh thơi. Hoặc là khổ Nam,
khổ lâu dài nay sắp mãn hay chưa, cầu nguyện Phật trời gói móc mưa, kịp mở lòng qua xây mái tàu cho dân Hồng Lạc thọ ân thừa. Thọ ân thừa mà hướng được nhàn an, trăm họ đầu đây trước thánh hoàng, nguyện giữ căn thường gìn Phật đạo, giao hòa mãi mãi với lân bang. Như vậy thì Đức Thầy gì bổn phận đối với nước non, bổn phận đối với đồng bào dân tộc, và bổn phận đối với con rồng cháu tiên nước Việt và thế giới năm châu. Cho nên hôm nay Đức Thầy trở lại làm cái phận sự gì quý vị? Như vậy thì Đức Thầy thứ nhất là tuyên đoán cho thế gian biết rằng cái buổi hạ quân sắp tàn và con người sẽ lãnh đủ thứ những chữ sổ khổ đau sau này. Cho nên vì vậy mà Đức Thầy muốn gầy giống cho con rồng cháu tiên sau này gạn danh với thế giới năm châu bằng cách là giống hiền xưa bây giờ mới tỉa, dốc chờ ngày bông trổ thơm tho, tuy ngày nay chưa được ấm no sao dựa được nơi non nhược thủy. Như vậy thì Đức Thầy có trách nhiệm với non sông Tổ quốc là làm sao gầy giống cho dân tộc Việt Nam sau này được đi đến chỗ thái bình thịnh trị, thì không ngoài gì hơn là Đức Thầy đem đạo giáo đời. Như vậy thì kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ nếu trường hợp đất nước Việt Nam và thế giới không có vợ ông Phật ra đời trong thời kỳ này thì con người như thế nào quý vị? Thì con người đã đi vào trị lạc quan đàn trà đình tủ điếm. Mà quan trị lạc quan đàn trà đình tủ điếm thì cái nguyên nhân đó sẽ đi đến đâu quý vị? Nếu trường hợp chúng ta nghiện ngập rượu chè thì đi đến giai đoạn tan nhà nát cửa, giết cha giết mẹ giết con. Nếu trường hợp cờ bạc thì đến cái chỗ là gia đình tài sản tan quan nghèo khổ, con cháu là xin ăn. Là nếu trường hợp mà chúng ta đi vào con đường rượu chè cờ bạc ác phiện chơi bời theo đàn điếm, thì nếu chúng ta đi vào con đường đó sẽ thân bại danh liệt, thân bệnh hoạn và gia đình tan nát khổ sầu cho mình và cho bao những kẻ khác. Như vậy thì kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ Đức Thầy trách nhiệm với non sông Tổ quốc làm sao cho dân Việt Nam trở thành con rồng cháu tiên thật sự, và mai này có cái bổn phận là sống sót đời thượng quan và xây dựng một xã hội thế giới năm châu thái bình thịnh trị. Cho nên vì vậy mà Đức Thầy vì trách nhiệm đó với non sông Tổ quốc mà trở lại lâm phàm cứu độ chúng sanh. Cho nên vậy mà đại diện cái quyển 3 là cái quyển Đức Thầy nhắc nhở về vấn đề tín đồ hoặc chúng sanh tu hành, trong đó ngoài không ngoài gì hơn là nhắc lại cái đạo nhân của Khổng Tử và cái đạo tứ ân của Đức Thầy. Như vậy thì quý vị thử nghĩ, nếu trường hợp mà cái xã hội này không có Phật trời ra đời mà con người đi vào con đường không có đạo đức thì xã hội sẽ lãnh thấy mọi cái sự hậu quả đau thương. Như quý vị mình bây giờ trên phim ảnh không biết bao nhiêu những cái vụ hút ốc phiện, bây giờ ngáo đá đến nỗi là về xin tiền cha mẹ không cho, rồi lấy dao cắt cổ mẹ cha một cách bình thường. Và những người ngáo đá là giữa chợ đời xã hội đang mở cái tiệm vàng hoặc mở cái ngân hàng là để giao lưu mua bán, gây sự là giao thương cho toàn dân có cái cơ hội để phát triển kinh tế. Mà họ khi họ ngáo đá rồi họ vô đó, họ tự động là họ đập tủ lấy tiền và họ đi vô ngân hàng, họ tự nhiên họ giật. Như vậy thì quý vị mình thấy là nếu không có Phật ra đời, xã hội này nếu đều là con người trị lạc quan đàn trình đình tủ điếm thì xã hội này sao quý vị? Nó nguy hiểm hơn pháp đô hộ trên dân tộc của chúng ta. Mà cái này là tự chúng ta nghiện ngập những cái tồi bại, những cái tệ nạn xã hội sẽ làm khổ cho mình và khổ dân tộc. Như vậy thì bây giờ ở đây Đức Thầy ra đời không ngoài gì hơn là phiên làm sao con người phải giác ngộ về vấn đề đạo đức để lo tu hành. Cho nên Đức Thầy mới dạy tín đồ là tứ đổ tường đừng có nhiễm vào, người tránh xa mới gọi trí cao, xa bốn vách mang điều nhơ nhuốc. Như vậy thì là ngài bảo giác dân là phải làm sao ăn ở đạo đức của là Khổng Tử và của Đức Thầy. Cho nên vì vậy mà biết bao nhiêu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở tỉnh An Giang và khắp đồng bằng sông Cửu Long nhờ cái chương trình dạy đạo của Đức Thầy mà mấy chục năm nay là coi như biết bao nhiêu người tín đồ từ một con người hư hỏng là đê hèn trở nên một con người tốt trong xã hội bây giờ. Cũng như bà con thấy là trương gương trung triệu còn đôi muôn thở, chẳng kể xưa hay mà nay giờ, khiếp nhược là cái dòng gia,
Chỉ anh hùng của cách thuần qua đâu kém bậc tu mi nam tử. Như vậy thì biết bao nhiêu người tín đồ và hảo nữ, bây giờ họ nói chung là gánh vác biết bao nhiêu những việc xã hội quần sinh. Cũng như điển hình bà Hai Phỉ ở trên bên bến đò Tân Châu, là bà là sống bằng cái nghề trước đây là đem mua cây bên Campuchia về. Bà giàu đến nỗi là có tiền tỷ, nhưng mà bà dám xuất ra 5 tỷ các cái nhà phòng thuốc nam tại bến đò Hoa Châu Giang, 5 tỷ bạc, và nuôi nấng trong đó người làm công quả và thầy thuốc trên dưới 5-70 người mà văng vẳng mấy chục năm trường. Như vậy thì cái người nữ mà họ làm được cái chuyện nói chung lỡ cho quần sanh như thế cũng nhờ ai quý vị? Cũng nhờ dấu đi đức thầy. Bây giờ biết bao nhiêu những con người hòa hảo trước đây là một con người lăng loàn hư hỏng, trị lạc quan đàn, mà nghe được dấu đi đức thầy, bây giờ trở thành một con người đứng đắn đàng hoàng lỡ cho xã hội quần sinh. Cũng như điển hình, cũng như công ty Ngọc Tùng ở Sài Gòn, trước đây nếu không gặp dấu đi đức thầy cũng là một trai ăn chơi chắc tán ở thủ đô. Nếu có tiền trong mình thì ăn nhậu xài gái gú. Nhưng mà sau khi nhận thức được dấu lý đức thầy, biết được mình có trách nhiệm đối với tứ ân, phải đền ân đồng bào trả nghĩa đối với là xã hội quần sinh. Cho nên vậy mà anh ta mới hàng năm như vậy thì coi như cung thiết về miền Tây nước Việt 3.500 căn nhà quý vị. Như vậy thì một năm mình cắt cho dân nghèo vài ba cái nhà mình mừng dữ lắm rồi quý vị. Mà cái này đó La Hoàng Đức, tên công ty Ngọc Tùng là La Hoàng Đức. Như vậy thì ý thức được giáo lý đức thầy, cho nên y có phải có trách nhiệm với non sông, với tổ quốc, là phải làm sao giúp đỡ đồng bào. Khi nước hữu sự ngoại xâm thống trị thì phải đem thân ra gánh vác, cầm súng để chống chọi giặc với ngoại xâm. Khi đất nước yên bình, người dân mình đau khổ, mình thấy có trách nhiệm như nào để cứu dân cứu nước. Cho nên vì thế mà anh ta một năm như vậy gửi về miền Tây mình 6 tỉnh đồng bằng gần 3.500 căn nhà, coi như thiết tôn lợp và tôn dừng. Như vậy thì kính thưa quý vị, nếu không có dấu lý đức thầy, làm sao có một con người đứng đắn làng hoàng để giúp ích cho xã hội quần sinh cỡ đó quý vị? Cho nên vì thế mà hôm nay đức thầy vì trách nhiệm với non sông đất nước mà ngài trở lại đi giúp đỡ là chúng sanh và tín đồ, làm sao làm tròn bổn phận con người trong kiếp sống. Như vậy thì đức thầy ngài còn dạy thêm cho tất cả những cái người khác nữa quý vị. Như vậy thì bây giờ biết bao nhiêu những gia đình Phật giáo hòa hảo trong miền Tây đất Việt xưa nay nếu không gặp được dấu đi đức thầy thì gia đình chồng vợ ly tán, cãi giả tối ngày, là gây sự đau khổ cho nhau rồi tạo cái điều bất ổn cho con cháu sau này. Cho nên đức thầy mở đạo với cái tính cách là dạy con người phải là từ trên tới dưới thần hòa, hay hơn trong bao ngọc ngà giàu sang, hoặc là đạo chồng vợ thần hòa cho đến thác. Cho nên vậy mà đức thầy vì trách nhiệm đối với non sông tổ quốc mà hôm nay đức thầy trở lại đưa ra cái đạo để cứu độ chúng sanh trong thời mạt hạ này, không ngoài gì hơn là con người muốn được có một cuộc sống yên ổn bình yên là phải vấn đề không nghiện ngập rượu chè cờ bạc áp phiện chơi đời sẽ lần điếm. Và đối với nhân lưng, đối với đạo đức con người trong xã hội muốn có một cuộc sống thanh bình, nhất là người chồng là biết trai giới, biết làm thiện, biết giúp đỡ mọi người, biết tốt với mình, tốt với vợ con. Cho nên vì thế mà người hòa hảo nhờ nương theo giáo lý của đức thầy mà trở nên gia đình từ trên thuận hòa dưới. Vậy thì kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ hôm nay đức thầy ra lời mở đạo là nhằm mục đích đem lại sự hạnh phúc cho con người, nhân loại, đồng bào và tín đồ hiện tại. Cho nên vì vậy mà mấy chục năm nay bà con thấy cái vùng quê hương của An Giang hoặc mấy tỉnh đồng bằng là đi đến đâu nhà nhà đều hạnh phúc, là đi tới nhà nào cũng có người chồng vợ chung thủy, đi đến xóm nào cũng có người con tinh tiết vẹn toàn và hiếu hạnh với mẹ cha, và đi đến đâu cũng có con người hiền liên đức hậu. Cho nên vì vậy mà quý vị, tôi có mấy chú này dục dân ở Sài Gòn, dân ăn chơi chắc tán, nhưng mà họ nói với nhau dân bụi đời mà đồng đạo nghe rồi kể lại nhau nghe. Cho nên mấy anh bụi đời Sài Gòn anh nói là thiệt ra tao khoái đi cái lễ hòa hảo. Cái tao hỏi vậy sao mày đi khoái lễ hòa hảo là sao? Ông nói trên Sài Gòn này nó chém tới thấu xương luôn, ăn dĩa cơm tính 5-70 ngàn, nếu tiệc nhậu mấy triệu bạc. Mà về cái làng hòa hảo ta đi vui nào dân cổ đèn, nào là cái vấn đề đọc giảng thanh ngân thanh kim huệ, rồi cái vấn đề tao đậu tới lội lui, bà con tao đón tao uống nước cà phê đá, chanh đường, rồi nước cam, nước sữa đậu nành, rồi chạm cơm số 1, số 2, số 3 miễn đói bụng vô tao ăn đầy bụng, nào là cái vấn đề là đồ là
hộp của Đài Loan nó chế ra sườn non đồ này kia, lẩu hủ lẩu đồ này kia, tao ăn đầy bụng. Mà tao ăn ăn xong rồi tao đứng, ăn xong rồi đứng dậy tao đi à. Cho nên vậy mà ở Hòa Hảo tao nói có cái cửa hàng từ bi, là có nghĩa là ăn đứng dậy đi, không ai nói gì mình hết. Cho nên vậy, kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ hôm nay đối với người thế giới này, khó có ở lâu mà có một cái làng yên tĩnh giống như cái làng Hòa Hảo. Và không có nơi đâu có một cái nơi yên tĩnh và hạnh phúc bằng cái làng Hòa Hảo. Là bởi vì giáo lý Đức Thầy rèn luyện cho họ mấy chục năm nay, từ một con người ăn mặn trở thành ăn chay, từ một con người là trị lạc quan đàn trở thành một con người chồng hiền hậu xứng đáng để lo hạnh phúc cho vợ con cách chu toàn. Và người vợ đánh bài bao lô, chửi chồng mắng con cho dai bạc nợ, nhưng từ khi gặp được giáo lý Đức Thầy là trở thành một người đàn bà hiền hậu, đức hạnh, hiền lương, làm tiếp chồng trong công việc nội trợ trong ngoài, còn mua bán gánh gương để tạo tìm nguồn kinh tế cùng chồng để lo cho đám con. Cho nên vậy mà nơi vùng Hòa Hảo có những người con, có nghĩa là trai trung liệt, tối ngày chỉ hiếu hạnh với cha mẹ rồi đi làm ra kiếm tiền, ngoài giúp đỡ cha mẹ còn giúp đỡ để phụng sự cho đồng bào xã hội. Cho nên ngày hôm qua có hai vợ chồng của cái chú ở Cái Dầu xuống đây, là coi như là chồng thì nhức lưng, còn vợ không biết uống thuốc gì, cái mặt đen như thổ táo. Mà tôi thỉ châm được hai lần mặt trắng lại, cái hai chồng bừng quýnh hết trơn. Bây giờ là tại chợ Cái Dầu bán cà phê rồi bán là gì, ba tê. Mà con vợ thằng Út thì làm cô giáo, mà thằng con thì bán tiếp cha mẹ. Cho nên hai ông bà kêu ông dâu thôi nghỉ cái nghề cô giáo đi để buôn bán tiếp mẹ. Cái thằng con nói với ba má, nói gì cô bác, nói con là biết đạo, cho nên vậy mà phụng sự cha mẹ, cha mẹ lo cho con hết tình, dạy dỗ từ đạo đức, hy sinh ngày đêm để lại của cải cho con. Mà bây giờ cha mẹ tôi thấy nhờ làm phước mấy năm nay đó, tụi tôi bằng đâu được đó. Cho nên cái phước của cha mẹ tạo là biết rằng cha mẹ tu hành để đức cho con. Vậy mà má đừng có kêu vợ con nghỉ, là bị gì nó nghỉ cái nghề cô giáo rồi nó vô đây nó bán có lời đó. Chiều con dồn vô tủ tiền, má muốn ba muốn đi làm từ thiện nhiêu cứ móc ra 5-10 triệu cứ đi. Con không dám nói câu nào hết trơn, miễn mà nói vợ con mà vô đây nó có ngồi ở đây sớm mơ tới chiều trong sạp mà nó có cái mồ hôi nước mắt của nó rồi mà mẹ cha lấy chút đỉnh ra nha, là nói chung là nó kiện tới tà áo đỏ. Cho nên vậy mà bà con thử nghĩ, nếu trường hợp không có giáo lý Đức Thầy làm gì, trong nước Việt mình có con người con có hiếu vị mẹ cha vậy quý vị. Cho nên từ chỗ đó mà hôm nay về vấn đề Đức Thầy vì trách nhiệm non sông tổ quốc mà Ngài phải trở lại lâm phàm, liền đưa ra cái mối đạo để giáo vấn điện làm sao dân tộc Việt Nam trở thành một con rồng cháu tiên thật sự dưới xã hội ngày mai. Cho nên từ chỗ đó mà ở đây giờ đây cũng nhờ giáo lý Đức Thầy mà rèn luyện không biết bao nhiêu người dân Việt Nam đã giờ đây trở thành con người tốt trên xã hội có tiếng. Vậy thì kính thưa quý vị và cô bác anh em, như vậy thì bây giờ sơn thủy môn giang bảo giết dân, kỳ quái chờ nơi thiên nhất định. Như vậy thì kính thưa quý vị, mấy chục năm nay quý vị mình biết là cái giáo lý Phật giáo Hòa Hảo ra đời. Như vậy là không biết bao nhiêu giảng viên qua nhiều thời đại, giống như hồi trước có ông Nguyễn Văn Hầu viết sách nổi tiếng, và ông Hai Tho Mù Tiễn thuyết trình lừng danh, và sau này có Lê Minh Châu, rồi có Mù Tiễn, rồi có cái vấn đề Tư Đậm là Sáu Hảo Sáu Bền Úc Tác, Ba Hùng Bảy Thiện, rồi cái vấn đề đủ thứ hết. Như vậy thì qua không biết bao nhiêu thời đại đã đem đạo Đức Thầy truyền bá khắp mọi nơi. Như vậy thì không ngoài gì hơn anh em trình bày cái giáo lý Đức Thầy là cái cơ tận diệt nó sắp tới, là con người sẽ bị biết bao nhiêu sự thảm khổ. Điều đó là do cái nhân của chúng ta không tu. Cho nên vì vậy mà Đức Thầy cho biết là chúng sanh ngang ngược làm liều ngọc và ngài muốn xử tiêu cho rồi. Hoặc là chúng sanh đời ngoan hạ nhiều người hung dữ nên xảy ra lắm như sự tai ương. Vậy thì bây giờ kính thưa quý vị, như vậy thì bây giờ ở đây là bữa nay đáng lý ra tôi không có lách về cái vấn đề bệnh corona, nhưng mà cái đề nào nó cũng lách, nó phải đi đến cái giai đoạn là phải trình bày cái vấn đề corona. Như vậy thì kính thưa quý vị, như vậy thì sau này Đức Thầy Ngài cho biết là đến nay là buổi tai nạn tam thiên lục ba khắp tràn hải dân. Như vậy thì ở đây Đức Thầy Ngài xác định rằng nếu trường hợp chúng sanh không thức tỉnh tu hành thì sau này đến cái ngày trả quả chúng sanh đừng có than trách.
Cho nên Đức Thầy có nói trước với mình là việc tu thân thiền tinh hững hờ, chừng quả đến e cho khó tranh. Như vậy thì quý vị mình thử nghĩ, bây giờ trên đất Mỹ, bây giờ trước đây gần 6 tháng rồi, một ngày chết 500 người. Như vậy thì trên nước Mỹ là trên dưới 300 triệu. Mà bây giờ 500 người đó, mà bây giờ cái người mà bị corona đó quý vị mình, nếu trường hợp xét về lực đạo đó, là coi như là cái người này là thiếu cái việc phước đức. Có nghĩa là họ thiếu cái chuyện làm từ thiện, họ thiếu cái chuyện ăn chay, họ thiếu cái chuyện cúng lại sống chiều để cầu cho Phật độ mình tội lỗi tiêu tan. Và họ thiếu cái vấn đề niệm Phật, niệm trời để cho Phật trời gia hộ mình trong lúc nguy nàn khổ khổ. Cho nên vì vậy mà ở đây đó là cái này, nếu trường hợp mà thật sự mà nếu chiếu về lực nhân quả là coi như đó đời quân hạ nhiều người hung dữ nên xảy ra lắm sự tai ương. Vậy thì bây giờ cái khổ này nó đến, cho nên Đức Thầy nói việc tu thân thiện tính hận hờ, chừng quả đến đây không có tránh. Như vậy thì mấy chục năm nay Đức Thầy biết là tai nạn sau này đến cái giai đoạn là thiên đình vũ số, Thầy biết bao nhiêu tai nạn nó sẽ ráo riết để trị tội trần gian. Như vậy thì đại khái bây giờ quý vị mình thấy đó là cái bệnh nó đang xuất hiện, cái bệnh nó đang xuất hiện. Như vậy thì bây giờ cái bệnh này đó là Đức Thầy ngài cho biết là cái gì? Khổ ách này đắng thức tính trần, rằng thiên lĩnh tuồn đời sắp hà. Như vậy thì cái khổ này quý vị mình kỳ quái chờ nơi thiên nhất định. Kỳ quái là gì quá? Đến một cái thời kỳ lạ lùng là kỳ quái đó. Chờ nơi là cái vấn đề xưa nay nó không có bệnh dịch này, là tại vì cái lệnh thiên đình chưa cho phép. Cũng giống như bây giờ ngày xưa tôi còn chế độ cũ, mà ví dụ như trường hợp chiến dịch Phục Hoàng nó gáp bố cái bắt quân dịch ở cái vùng đó, nếu không có lệnh vận trưởng thì cái đám Phụng Hoàng nó không dám đi gần bố đâu. Như vậy thì bây giờ ở đây đó, cái bệnh này đó là cái bệnh, là cái ông thần mà làm ra bệnh này đó là Đức Thầy nói là cõi âm thần bệnh sát dịch ôn, chờ mãn phước ra tay bẻ họng. Như vậy thì ở đây là Đức Thầy chư Phật cho biết cái bệnh dịch này là ông thần đi sát phạt. Cho nên vậy mà no chiều rồi lại đói mời, dương trần xâm dương bệnh trời từ đây. Như vậy tại sao gọi bệnh trời? Là bởi vì cái ông mà coi đi bắt dịch đó là ổng là gọi là thần. Mà thần có nghĩa là thần thổ địa, là thần thở tại địa phương đó. Mà cái vấn đề là lãnh lệnh trời đi trị tội trần gian, cho nên gọi là cái vấn đề bệnh trời. Như vậy thì quý vị mình việc tu thân thiện tính hận hờ, chừng quả đến đây cho khó tránh. Như vậy thì mấy chục năm nay cơ giảng Đức Thầy và tất cả ông giảng viên đều trình bày những cái tai nạn sắp đến nếu nhân loại không tu hành, thì sẽ mới gánh lấy đủ cái hậu quả đau thương cho mình. Cho nên vì vậy mà bấy lâu nay mình làm ngơ đối với Phật Pháp, giờ đây đến cái thời kỳ trả quả đó quý vị. Như vậy thì bây giờ ở đây đó, kỳ quái chờ nơi thiên nhất định là kỳ quái, là thời kỳ lạ kỳ. Quý vị mình thử nghĩ, sống gần có nhiều ông bà nói mấy chục năm nay, hồi trào 45 bệnh dịch á, trận chiến tranh đệ nhị thế chiến rồi đó, bệnh dịch chết sáng vậy là trong sống mấy chục người, mà nó có thời gian ngắn vài tháng rồi thôi. Còn cái này đây, cái bệnh dịch kỳ này quý vị mình thử nghĩ, gồng gã gần 2 năm rồi. Mà gần 2 năm rồi mà quý vị mình thấy bây giờ nó càng ngày nó càng bùng phát dữ dội. Như vậy thì thử nghĩ quý vị mình phải là chuyện lạ không? Như vậy thì bây giờ phải là chuyện lạ không? Như vậy thì kỳ quái chờ nơi thiên nhất định, có nghĩa là cái bệnh, cái nạn, cái khổ khó, cái tiêu diệt trần gian này phải đợi lệnh Ngọc Hoàng. Cho nên Đức Thầy ngài cho biết là ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên, Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng. Cũng như trường hợp cái thằng Hải Dương ở tỉnh là Bình Dương năm đó, giết hết gia đình 6 người, sau khi tòa án là quyết định án tử hình. Nhưng mà cái ngày bắn đó quý vị, ngày mà tiêm thuốc tử hình đó, phải lệnh đợi lệnh chủ tịch nước. Như vậy thì bây giờ tất cả chúng sanh trong tâm thời mặt hạ này là coi như ngang ngược làm liều, làm những điều tội ác. Cho nên vì vậy mà sở dĩ mấy lâu nay quý vị chưa thấy trả quả là tại vì thiên đình chưa cho phép. Cho nên hôm nay giờ đây cái bệnh dịch này nó đang hoành hành trên thế giới gần 2 năm. Mà cái chuyện này nó lạ từ một thế kỷ, hai thế kỷ, gần đây 200 năm. Chưa từng có một cơn bệnh nào nó bộc phát một cách nhanh chóng trên toàn cầu. Mà hiện nay nó càng ngày nó càng lan rộng nhanh chóng một cách khủng khiếp. Như vậy thì kỳ quái chờ nơi thiên nhất định. Như vậy thì kính thưa quý vị, như vậy thì cái bệnh dịch này là cái thiên đình tới cái ngày vũ sổ trần gian rồi.
Cho nên vì vậy mà Đức Thầy Ngài cho biết là tới ngày trả quả âm mì biết bao, thọ cho kẻ khát khao đạo đức danh lãnh tài thơm gực non sông. Kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ là hôm nay người tín đồ hòa hảo mấy chục năm nay nhờ nương theo giáo lý Đức Thầy mà ăn chay niệm Phật cúng lại làm lành, và trai lúc nào cũng trung can nghĩa khí, gái lúc nào cũng tiết trinh liêm tiết. Như vậy là biết được cơ trời ách nước sau này sẽ đến giai đoạn trị tội trần gian. Nếu chúng ta không sớm thức tỉnh sau này sẽ lãnh đủ mọi hậu quả đau thương. Mà Đức Thầy thố lộ là đến nay là buổi tai nạn là 3.600 cái thứ chết. Như vậy thì cái bệnh chết này là cái mở màn cho cơn tận diệt. Đây là khơi nguồn cho cái ngày tận thế. Như vậy thì quý vị mình thử nghĩ, nếu trường hợp bệnh dịch này, nếu trường hợp mà nó được cái sự cường quốc nghiên cứu ra vaccine hoặc là dùng mọi phương pháp khoa học để chẩn đoán được, thì 2 năm nay cái bệnh này nó đã hết rồi. Như vậy thì bây giờ càng ngày càng lan rộng trên toàn lãnh thổ ở thế giới này. Như vậy bảo đảm với quý vị là căn bệnh này có nghĩa là đi đến ngày tiêu diệt. Như vậy thì ở đây Đức Thầy thố độ đây là một trong những tai nạn sau này. Như vậy thì bây giờ cái tai nạn gì nữa quý vị? Cái tai nạn này nó dẫn đến cái vấn đề chiến tranh nguyên tử, là bị vì con người nghèo đói quá thì sanh ra cắn lộn. Như vậy thì bây giờ quý vị mình nước nào bây giờ kinh tế nó bị cái corona đóng cửa, các cái gian hàng xí nghiệp đều bị giải thể, cho nên bu nhau dành cái biển Đông là có cái mỏ dầu. Như vậy thì bây giờ trên đời bán cái gì cũng ế. Hiện nay hồi sáng tới giờ qua nay đệ tử tôi dùng xe tải đi xuống thuốc mốc, có cô tu sĩ này trồng được 100 gốc xài, mỗi năm được 1 tấn, bán được 10 mấy 20 triệu, sốc được 5 năm nay bây giờ người ta trả có 600 kg. Cuối cùng rồi kêu mấy đệ tử tôi xuống bẻ lên xe tải đem cho cơ sở từ thiện. Bây giờ có người khoai lang, băng khoai lang ế quá cho nên vậy mà khóc lóc, cho nên mấy đệ tử tôi cũng gặp mua được 10 bịch đem về. Cho nên vậy mà bây giờ kinh tế toàn cầu thế giới đưa ra kinh doanh gì nó cũng bị lũng đoạn. Như vậy thì bây giờ dành nhau mỏ dầu lấy lên bán, nước này cái gì đâu có ế. Vậy thì kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ đói nghèo chừng nào, bệnh chết nhiều chừng nào, nó tham vọng nó dành cái bỏ dầu lớn chừng đấy. Cho nên quý vị mình thấy bây giờ các cường quốc bây giờ nó dành cái nhau biển Đông để làm gì quý vị? Như vậy thì bây giờ biển Đông nó là mẹ dầu hỏa thế giới. Như vậy thì mỗi một ngày nó hút lên đó bao nhiêu triệu thùng dầu hỏa, nó bán làm giàu cho quốc gia nó một cách nhanh chóng mà khỏi phải tranh đấu với mọi người. Cho nên vì vậy mà ở đây Đức Thầy Ngài cho biết là biển Đông không bao lâu nữa sẽ chiến tranh thế giới bùng nổ do cái vấn đề tranh giành cái vấn đề quyền lợi. Cho nên từ chỗ đó mà ở đây Đức Thầy Ngài cho biết là đã trải 2 năm dư mang một túi đồ thư, lòng ngàn mong phổ quá dùng đủ cách thanh từ, muôn khai kinh thả cá nhưng trời chưa cho thỏa già, gặp bụi quá thâm u đời đầy câu nhân ngã sống bể cuộn phương đông, đời đầy câu nhân ngã sống bể cuộn phương đông. Đầy câu nhân ngã là quý vị sao quý vị? Nhân là người, ngã là ta, cho nên thằng nào cũng nói cái biển này của ta, cái thằng kia nói của tao, cho nên vậy đó là nhân ngã đó quý vị. Đời đầy câu nhân ngã là thằng Mỹ nó nói biển Đông này mày không thể, Trung Quốc mày không có thể làm quyền được đâu. Thằng Trung Quốc nói tao là châu Á cho nên cái này của tao, mày đừng có xí vô. Cho nên thằng Anh Quốc nó thấy Mỹ cự lộn không nở, Trung Quốc nói tao tiếp thằng Mỹ. Thằng Trung Quốc nó nói mày đừng nhảy vô, tao cắt kinh tế chết ông nội mày bây giờ. Cho nên cuối cùng rồi thằng Anh nhảy vô, cuối cùng thằng Trung Quốc không sợ, tới thằng Đức, thằng Pháp nhảy vô. Nó nói mày đừng nói Biển Đông là của mày, cái này là của tập thể, của đường bay quốc tế, của đường lưu hành đường thủy của quốc tế, mày đừng có làm. Còn thằng Trung Quốc nó nói cái bản đồ lữ bò này của tao hồi đó giờ vẽ 3 đời của tao. Cho nên vậy mà đời đầy câu nhân ngã sông bể cuộn phương đông, cho nên thằng nào cũng nói của tao, cuối cùng rồi họ nào nhịn nào bắt đầu bấm nút chết cha mày luôn. Cho nên vậy mà thằng này bấm nút cái nguyên tử hạt nhân là tên lửa bay qua thằng kia, thằng kia nóng giận bay trở lại, thằng này bay qua thằng kia, bay qua thằng nọ trở lại, thì trái đất này thiêu hủy bao giờ quý vị? Trong thời gian ngắn thôi. Cho nên từ chỗ đó mà Đức Thầy mới cho biết là
Ôi khổ thảm bốn bề sống dậy, dầm lưng trời lửa cháy liên miên, tiêu điều sáng giấc điền viên, thần thông viên qua dưới miền trung ương, ngục môn đầy quỷ vô thường, dắt hồn kẻ bạo diêm vương, nghi lực trần nhìn xa nước mắt rưng rưng, yêu đời mê muội trầm lưng, nghi hoài hoài tay hạ bút viết bài chung cuộc, ai gõ lòng con cuốc khỏi kêu. Vậy thì kính thưa quý vị, như vậy thì bây giờ ở đây Đức Thầy Ngài cho biết là sống bể cùng phương đông. Nó quýnh vậy chừng nào mới xong? Đức Thầy nói bao giờ mới cho xong? Cầu y nhân dân hỏi, bãi chờ lĩnh thiên công. Như vậy thì nó quýnh vậy đó. Cuối cùng rồi là chưa tới hết kết cuộc, cái núi Cấm đổ lên đài. Cho nên nó lấy cái mỏ dầu này thua cái đền đài ở núi Cấm. Vì vậy mà sau khi núi Cấm một gần 200 cây số vuông nổ ra cái ì, màn bí mật non đài khi dén, kẻ lành tâm hay đến mà xem, ngọc muôn màu kết tuổi làm dèm, lầu dáng nóc ngước xem mỗi mắt, hương du tận bay xa, nồng nặc gót thần tiên nện khắp gần xa, nơi đâu mà chẳng có muôn hoa, trên hoa có hàng ngàn Đức Phật, cảnh báo quý ngay trên mặt đất, chớ xa xôi nhân vật chớ ngờ, nay gắng tu sao đặng hưởng nhờ, gắng nghe rõ lời cơ mách trước, có trồng tất có ngày ăn được, làm ăn thì hưởng phước gói nghi, gắng nghe lời của đấng từ bi, sẽ tội chi chớ nghi lầm lạc. Ông thanh sĩ nói cái cảnh núi nổ lộ đền đài, bây giờ trên mặt các con mắt các ngươi bây giờ nè, đừng có nghi, đừng có nghi lời Phật lời thầy nói, cái điều đó là quyền ảo vô mê tín không có, mà giờ đây cả thế giới đang điêu tàn vì sự sống, đang ngước nhìn về núi Cấm để trông chờ lầu đài, gần lâm cây đã thấy ngày nay, bà ruột năm non có các đài, chờ đợi con hiền nói tục cổ, tới thời thượng cổ điếu hòa mai. Như vậy thì Đức Thầy sau khi mà núi Cấm đổ đền đài, các cường quốc thấy rằng cả một dải văn san gần 200 cây số vuông, đền vàng điện ngọc tàn lưu kim cương, nhất là cây cột bằng vàng, bề kính của nó không biết bao nhiêu thước, bề cao không biết mấy trăm mét, trên đó nó có hộp ngọc phổ lư, nó chiếu cả khắp năm châu đều thấy một cách lạnh lùng. Sương gió bắt đầu cũ cũ y nhiên, tình ghiền tham báo đổ máu tuôn rơi, khùng mới nói chơi chữ ban hàng phục. Như vậy thì bắt đầu nó quýnh mới nửa trận ở Biển Đông, thấy vàng bạc đu đi kéo qua quýnh. Cho nên Đức Thầy cho biết là còn một cuộc kiếu manh giành xe khắp hoàn cầu, ôi ghé một nơi. Vậy thì lên núi Cấm. Như vậy thì kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ Đức Thầy xuất hiện, đổ máu tuôn rơi khùng mới nói chơi chữ ban hàng việt phục, là Đức Thầy xuất hiện. Ngài đứng trên dần mây, ngài sẽ thâu ngũ hành, tức là súng không còn nổ, máy bay không còn chạy, rồi bơm không còn nổ nữa, tất cả cái gì khoa học đều đứng gần một chỗ. Cuối cùng là Đức Thầy đứng trên dần mây thuyết đạo. Bấy lâu nay ta biết rằng các ngươi vì con người không có đạo đức, ham ăn ham mặc, ham danh vọng quyền cao chức tước, vợ đẹp con cưng, nhà cao cửa rộng, ai cũng làm sao cho gian săn của mình hơn nước nọ, nước này, nước kia, gia đình mình hơn mọi người, và con người mình hơn tất cả. Cho nên vì cái tham vọng đó mà các ngươi gây ra chiến trường thảm khổ giờ đây, hoàn cầu trái đất chuyển xây, gớm ghề cho chúng phơi thay muôn ngàn. Hoặc là khắp trong đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thấy nằm bằng non, cha thì chẳng thấy mặt con, về ở thì chồng chẳng được còn tay da. Như vậy thì thầy mới nói rằng các ngươi, ta biết các ngươi vì cái tham vọng cuối cùng rồi cũng gây ra cái trận chiến và cái cuộc thảm hại vô cùng. Vì vậy mà Đức Thầy thuyết đạo cho cả thế giới nghe. Cho nên vậy mà Đức Thầy ngài cho biết là khùng mới chơi nói chơi chữ ban hàng phục. Như vậy thì hành hô hò phan hò sang sự xê, mắc kế trường lương tự giác hồn hương, ra đời bất chiến nổi tiếng từ bi, lời lẽ ngắn ghi thành công êm thâm, có lắm người yêu. Như vậy thì Đức Thầy đâu có ra đời nhọc công nhọc sức gì quý vị,
Bây giờ mấy chục năm chỉ mở đạo cứu đời, kêu con người ăn hiền ở lành. Sau khi thế giới nó vì lòng tham vọng vật chất, danh lợi quyền tước, đánh nhau bằng bom đạn nguyên tử hủy diệt, người hung chết hết, còn người hiền còn lại để hưởng được cái ngày Phật trời ban thưởng là phương Nam gạn ngọc trói lòa, lưu ly hôn phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng chung chánh trực, quân cùng thần thao nức vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tội lương đóng chào người chân tu. Như vậy thì Đức Thầy mới nói trở lại, Ngài mới nói cho cả thế giới. Lúc đó là không còn bao nhiêu người. Vì vậy mà Đức Thầy mới nói cái của này là cái của trời Phật, mấy chục năm nay chuẩn bị là để cho người hiền. Cho nên Đức Thầy mới cho biết là xử những kẻ hung ngăn tội tệ, thưởng chúng những người trung nghĩa vẹn toàn. Ga kệ này hai chữ bảo an cho trần thế được tâm thanh tịnh, ngọc báu quý ẩn trong Nam Định, muốn tìm kim đáy biển gắn công, thấy dương trần luôn những ước mong, gặp giống mốt hải nao cài cây. Ai có nói ta là người quấy, ta cũng cầm bụng chịu tiếng lời, tỏ ít cầu cầu chúc cho đời, mong ba tấm vạn dân giải thoát. Kính thưa quý vị, như vậy thì ở đây Bủ Châu Công Liện Chốn Non Thần, Sơn Thủy Môn Giang Bảo Giác Dân, kỳ quái chờ nơi thiên nhất định. Như vậy thì ở đây Đức Thầy chờ một cái thời kỳ lạ. Một là bệnh dịch ra đời, hai là chiến tranh bùng nổ. Sau chiến tranh đó quý vị mình thấy là núi nổ rồi, thì ông Năm Chèo giật mình nổi dậy, là chặn con dòng sông bên qua bên Hòa Hảo để về bên Tổ Đình gặp Thầy. Thì lúc đó cái người đổ xô vô ông Năm Chèo là kẻ thì thấy như đường lộ, nhưng mà vô tới đầy bụng ngáp lại 500. Còn cái người hiền thì cũng chạy vô, nhưng qua tuốt bên Hòa Hảo đi gặp Thầy. Cho nên Đức Thầy mới nói với mình là con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có chuyện thắm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thu núp mà người hung, đến chừng thu ấy phục tùng, bá già mới biết người khùng là ai. Còn thứ hai nữa là núi Cấm Lộ Đền Đài. Bây giờ ngoại quốc nó qua tranh giành, sau khi Đức Thầy thâu ngũ hành súng nổ tá chai, như vậy thì người hiền lũ lượt kéo về núi Cấm. Như vậy muốn qua núi Cấm phải qua Độ Ôm. Mà Độ Ôm mấy chục năm nay là Đức Thầy, Phật Thầy cũng cho biết là có chuồng nuôi thú dữ. Trước đây mấy chục năm về trước, quý vị cũng thấy cọp beo gắn mãng xà xuất hiện đi ngang lộ, bề cao nó là mấy thước. Như vậy nó ẩn năm nay mấy chục năm ở trong núi bà Độ Ôm. Khi núi nổ, núi Cấm nổ thì Độ Ôm cũng nổ. Như vậy thì ác thú nó sẽ la ra để nuốt người hung. Mà Đức Thầy cho biết là hồ lan ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đó đang, ai mà ăn ở nghìn ngang, đón đường đó bắt sẽ tan xác hồn. Hoặc là hồng beo tây tượng bốn bề, lại thêm ác thú mãn xà rít to. Như vậy thì hương nồng dành thưởng kẻ tròn ân, nhưng mà kỳ quái chờ nơi thiên nhất định, có nghĩa là cái ngày trả quả của chúng sanh phải chờ đến lĩnh trời. Như vậy thì lĩnh trời là bệnh dịch hiện nay đang lộng hành cả thế giới để hủy diệt loài người từ từ, và chiến tranh nguyên tử nó sẽ hủy diệt loài người đồng loạt, và ông Năm Chèo xuất hiện cũng nuốt người kinh khủng, và gắn mãng xà gít to nó cũng nuốt người ghê tởm. Và cái vấn đề ai muốn đến giữ núi Cấm mà được phần thần ban thưởng thì người đó phải là chung với hiếu ta nên trao chìa, hiền với lương bốn đạo rèn lòng. Hoặc là tương với muối cháo gạo đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà, mà may sao thoát khỏi tình ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Trên bãi núi còn nhiều báo lạ, gắn tu tâm dưỡng tánh coi đời, coi là coi được Phật được trời, coi phép lạ của tiên của thánh. Như vậy thì hương nồng dành thưởng kẻ tròn ân. Như vậy thì bây giờ nếu ai mấy chục năm nay tu theo Đức Thầy, tránh mười điều ác không vi phạm, sát sanh đạo tặc tà dâm lưỡng thiệt ỷ ngôn ác khẩu vọng ngữ tham lam sân nộ si mê, mà làm xong bốn điều ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tâm bảo, ân đồng bào nhân loại,
Nếu trường hợp người tín đồ làm xong cái điều thầy răn dạy thì Đức Thầy Ngài cho biết là sớm tối đi nằm y chánh pháp, thầy nguyện dắt đến cánh long hoa, hoặc là làm theo lời chỉ Ngài gài gặp ta. Kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ tôi cùng quý vị mấy chục năm nay biết rằng cái thế giới chúng ta đau khổ, nếu không có Đức Thầy ra đời thì coi như Nam Bắc đánh nhau, mà không có bàn tay của Phật trời che chở thì Nam Bắc đánh tới năm nay là mình cũng không còn sống trên mặt đất. Nếu trường hợp không có sự che chở của Phật trời, đệ nhị thế chiến nó đánh gài tới hôm nay cũng không có một người nào còn sống trên mặt đất. Như vậy thì hôm nay chúng ta thấy rõ rệt Đức Phật lâm phàm là luôn luôn lúc nào Ngài dụng mọi phương pháp để làm sao cho ngăn được cái sự khổ của nhân loại chúng sinh. Như vậy thì mấy chục năm nay Đức Thầy ngăn cái sự khổ đau của nhân loại xã hội để mà ra đời mở đạo cứu đời. Như vậy thì hôm nay Đức Thầy mấy chục năm nay đã dạy đạo mình và phiên mình cố gắng thức tỉnh trước cái ngày trả quả của trời đất. Cho nên vì vậy mà mấy chục năm nay cũng đúng đến cái ngày là coi như hết cái hạn kỳ của thiên đình, mà Đức Thầy Ngài cho biết là kỳ xá tội nay còn một lúc, sau không tu đặng có hưởng nhờ, gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiện giống chi hưởng nay, về địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đường tâm ấy tạo ra, cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiền hay Phật cũng là tại nó. Như vậy thì kỳ quá chờ nơi thiên nhất định. Như vậy đến thời kỳ lạ thì coi như thiên đình cho phép thì tất cả những tai nạn sẽ xảy đến, nhân loại chúng sanh đỡ không được đâu. Cho nên Đức Thầy Ngài cho biết là cảnh thế tạo càng ngày thoảng bỏn, hoặc là chúng ta bà tim lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cùng thế. Như vậy thì kẻ ác bị lực trần chỉ tội, còn người hiền được trời thưởng ban. Như vậy thì người hiền bấy lâu nay nếu ai làm tròn bốn ân tránh mười điều ác thì Đức Thầy cho biết là đến ngày biến cạn non mòn, tứ ân đã trả chẳng còn tội căn, nay ông nhập tử làm tăng, trước sau tuy khác thiện căn vẫn đồng, lắng tai nghe được tinh hồng, tờ qua ít chữ gọi lòng chia vui. Kính thưa quý vị, như vậy thì bây giờ là tôi cùng quý vị có tin tưởng rằng do con người nhân loại xã hội quá dơ xấu tàn ác độc nguy hiểm cực kỳ, cho nên mới có những tai nạn gấu ghiếc xảy ra để trị tội trần gian, và những người hiền sẽ được hiện tại an vui, gia đình hạnh phúc, có của trên thuận dưới hòa, nhà nhà no ấm, còn hợp tác để làm công việc thiện từ giúp đỡ cho quần sinh. Và mai đây cơ tận diệt xảy đến, người tu sẽ tránh qua tất cả những tai nạn do Phật gia hộ độ trì, và đến Long Hoa hội, dự hội Long Hoa, người nào tu hạnh cao niệm Phật nhất tâm thì kỳ này có Phật A Di Đà qua rước về cõi cực lạc. Trên ông Thanh Sĩ có câu: kỳ này có Phật ấy qua rước về cực lạc, ngồi tà kim liên, cõi ấy chẳng não phiền đau khổ, tuổi sống lâu vô số vô biên, muốn chi thì đặng có liền, người nào cũng bằng sen quá thành, cõi lành kẻ dữ hung khó bước, Phật từ bi dẫn rước bất lương, muốn về cực lạc Tây Phương, các điều hung dữ chớ vương điều nào. Như vậy thì bây giờ hội Long Hoa, cái người có duyên lành cùng Phật A Di Đà sẽ theo Phật về cõi Tây Phương, và ai có duyên lành tu thiền thì gặp Phật Tổ Thích Ca khai thị cho đắc đạo tại hội Long Hoa. Còn nếu ai phò du giúp nước ở lại với U Minh Vương, chăn dân chỉ quốc cõi đời Thượng Quân. Còn ai hiền lành mà không có chí nguyện giải thoát thì qua cõi Thượng Quân làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Như vậy thì ở đây sẵn vị ngôi gành phân thượng hạ, khỏi khổ cầu quan ghét gặp nhau, thân tâm thường trụ hết gạt gào, chất thô tược thiêu tan mất cả. Vịnh kính thưa toàn cả cô bác anh em, vậy bây giờ kết luận bốn câu giảng này: Bủ châu công luyện chốn non thần, như vậy ông Cử Đa là người bình thường như bao nhiêu người khác dân Việt, nhưng thấy trách nhiệm non sông tổ quốc có đem thân ra gánh vác, cuối cùng rồi
không có cơ hội để chống pháp nữa, không đủ điều kiện, nên cuối cùng là núi Trà Lân tu. Thời gian gặp Phật Di Lặc, a Phật thầy Tây An khai thị, trong thời gian ngắn lại ngộ đạo và biết được cõi đời trần gian sẽ lắm nhiều đau khổ sau này cho đến cơ tận diệt. Vì vậy mà trở lại lâm phàm, ra cơ dán bút dạy đời bằng cách: con người muốn được bình yên hiện tại phải cố gắng làm sao thực hiện cái đạo nhân luân, cái đạo Khổng Tử tâm can ngũ thường đối với người nam, tâm tùng tứ đức đối với người nữ, và cái đạo sống thượng quân của Đức Thầy là phải làm tránh xa 10 điều ác và làm xong 10 điều lành và phải làm trọn 4 ân. Như vậy thì ở đây Đức Thầy Ngài cho biết là Bủ Châu công luyện chốn non thần, Sơn Thủy môn giang bảo giác dân, tức là ra đời tại cái nhà Đức Thầy làng Hòa Hảo trước cửa sông Tiền Giang. Cái cửa sông Tiền Giang bảo giác dân là dạy dân cứu đời để làm sao họ thức tỉnh trở về một con đường toàn chân thiện mỹ, để hiện tại cuộc sống an vui, tương lai dự hội, và họ sẽ sống còn trong cảnh giới thượng cổ sau này, và họ được chẳng danh về miền Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì kỳ quái chờ nơi thiên nhất định. Như vậy thì Đức Thầy sở dĩ mấy chục năm nay vắng mặt tín đồ không trở lại là tại vì thời cơ chưa đến, duyên chúng sanh chưa mùi, và cái ngày núi nổ chưa đúng, và cái ngày chúng sanh hưởng được cái phước chưa đến thời kỳ. Cho nên Đức Thầy Ngài cho biết là chờ con đầy đủ nghĩa nhân, gà tay tế độ dắt lần về ngôi, có ngày mở rộng quy khôi, non thần gian chuyển khùng ngồi sự phân. Như vậy thì chờ cái thời cơ Đức Thầy mới chúng ta mới trở lại, kỳ quái chờ thôi như thôi thiên nhất định, hương nồng dành thưởng kẻ tròn ân. Như vậy thì tất cả những kẻ hung tàn bạo ngược, không nghe lời Phật ăn hiền ở lành, mà làm những điều ngông cuồng dại dột, gây đau khổ cho bản thân mình, cho vợ con, cho gia đình, cho xã hội quần sinh, như đâm heo thuốc chó, bạc nợ cho dai, đánh ganh giành đất, chửi chồng mắng con, bia ôm bia lon, đủ chuyện. Cho nên vậy mà những kẻ sao sẽ bị thiên đình trị tội. Và những người nào làm những việc thiện là theo đúng lời thầy chỉ dạy là dầu ta có cách thôn hương, dặn dần cứ chữ hiền lương ấy mà làm. Như vậy thì cái người mà nghe theo lời được thầy đến mấy chục năm nay, trở thành con người trai trường, cúng lại sớm chiều và niệm Phật lai gai, làm việc thiện từ, nổi tiếng như chuyển bệnh là suốt mấy chục năm, cất nhà cho dân nghèo mấy chục năm, đắp đường bồi lỗ cắt cầu mấy chục năm, nấu bếp cơm từ thiện mấy chục năm, xách áo dài đi cầu nguyện mấy chục năm. Như vậy thì cái người nào nghe theo lời của Đức Thầy chỉ dạy mấy chục năm nay thực hiện, thì gần đây sẽ được quý vị, được Đức Thầy trả lại trọng thưởng cho chúng ta. Mà Đức Thầy Ngài thổ lộ là Long Hoa tiên Phật đáo ta bà, lừa lọc con lành giết quỷ ma, nếu mãi mê mang mùi tục lệ, linh hồn chìm đắm chốn đê hà. Hoặc là chừng nào thầy lại gia trung, thì trong bốn đạo bóng tùng phụ che. Vậy kính thưa quý vị, sau cùng là niệm Phật. Tôi mong rằng toàn cả quý vị coi trên màn ảnh, ngoài cái việc chúng ta ăn chay cúng lại, làm việc thiện từ, bên cạnh đó chúng ta niệm Phật, để cho cái lòng của mình dời đi tất cả những sự phiền não của cuộc đời, trở về với cái lòng thanh tịnh, vắng lặng và thường còn như vậy. Để làm chi? Là chúng ta hợp với cái tâm của Đức Phật ở thế giới mười phương. Ngài gì không còn vọng động trần ai, không còn phiền não cuộc đời và không còn gây cái nghiệp báo ở cõi nhân gian. Cho nên Ngài không còn có sự sức hút của nhân quả mà ở mãi cõi thế trần để chịu quả luân hồi. Và Ngài dứt được cái nghiệp đó, cho nên các Ngài ăn ở nơi cảnh giới Niết Bàn mà tịch tịnh. Nên vì vậy mà hôm nay chúng ta muốn trở về cảnh giới Phật Tiên và Niết Bàn như các Ngài, thì chúng ta cố gắng làm sao thanh tịnh cõi lòng và niệm Phật đến giai đoạn là niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, nhờ lòng mình nương theo đó mà không còn trượt nhiễm trần ai. Hoặc là niệm Phật là niệm cái bản là niệm Phật đi nhớ bốn đại đức của Đức Phật, ngày nào đạt được bốn đức ấy như Ngài. Cho nên hôm nay tất cả bà con chúng ta trên cái hoàn cầu này, nói chung và nói riêng là đất nước Việt Nam, nếu chúng ta thiếu cái niệm Phật là cái lòng hung sự dữ của chúng ta rất là dữ dội, có thể giết người, có thể làm những chuyện sằng bậy, có thể làm những chuyện loạn lưng,
có thể làm những chuyện là gây hại cho gia đình và cho xã hội quần sinh. Cho nên đối với niệm Phật là một cái vấn đề tối cần đối với người tu. Mà Đức Thầy thổ lộ là biết không tìm kiếm mà một câu lục tự nhà nhà bình an. Như vậy thì cái câu niệm Phật rất cần thiết đối với nhân loại quần sinh trên xã hội, trên trái đất này hiện giờ. Cho nên vậy mà tôi thấy nhân loại giờ đây cũng đáp ứng được cái sự là mong muốn của Phật trời. Vì vậy mà tôi thấy bây giờ quý vị nào ra đường cũng có mang sâu chuỗi vào bên thân mình. Bởi vì tất cả thế gian thân mình rồi cũng phải bỏ, và vạn vật trên cõi đời này cũng phải tiêu. Cho nên chỉ có linh hồn mới còn. Mà muốn được còn thì linh hồn lúc nào cũng phải sống trong thanh tịnh. Mà muốn thanh tịnh phải nhớ Phật mới thanh tịnh được. Cho nên vậy mà cái niệm Phật là đem đến một cái nguồn cho tâm linh chúng ta được yên ổn, bình yên. Và cuối đời nếu chúng ta gặp thấy tất cả những sự khổ xảy đến đều nương theo câu niệm Phật, mà lòng mình không còn hốt hoảng mà vẫn thản nhiên để theo Phật A-di-đà về cảnh giới Tây Phương. Chúc toàn cả quý vị xa gần ai cũng đều cố gắng tu hành để khỏi phụ công trình các vị Phật tiên dội lâm phàm vào thời kỳ mạt hạ, là khỏi phải hổ thẹn với bề trên, là lãnh lĩnh cứu đời mà làm không xong phận sự. Cho nên Đức Thầy Ngài có thể nguyện rằng: đầu ngưỡng vọng đất trời minh chứng, tấm đồng thành quyết dựng đạo đời, đôi điều hòa nhã nơi nơi, thân này mới chịu ngồi ngơi sạch bàn. Thế gian này sẽ hưởng được Phật Minh Vương ra đời, chăn dân chỉ quốc cõi đời thượng quan mấy ngàn, mấy chục ngàn năm năm sau, là nhân dân sẽ sống trong cải thái bình. Và sau này là đạo là Đức Thầy sẽ đưa chúng sanh về gặp Phật Di Lặc ở cõi thượng quan để tỏ ngộ chân tánh mà đắc thiền, đắc lục thông và đắc nhập niết bàn. Và có người có duyên lành với Phật A Di Đà về cõi cái Tây Phương mà hưởng sự bất sanh bất diệt ở trời Tây Cực Lạc. Kính chúc toàn cả quý vị ai cũng đều được thành công. Đến đây xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Có chị ở Vũng Tàu chở duyên chú ba 2 triệu. Rồi, xin cảm ơn. Chị cô đó tên gì? Cô Dấu Tân. Dạ thôi, cũng đại diện cho tôi, cho nhà thuốc, xin kính chân thành cái cô ở Vũng Tàu để giúp đỡ cho tôi có cái điều kiện làm thuốc để giúp đỡ cho đồng bào. Xin chân thành cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật.